chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin trước ống kính trên kênh truyền hình VRT. Hôm nay thứ Sáu ngày 27 tháng 9, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại Bà Rịa Vũng Tàu và cả nước có gì nổi bật? Chúng tôi đã cập nhật và sẽ chuyển đến quý vị ngay sau đây. Thông tin đầu tiên liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty Alibaba. Hôm 26 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực, 20 tuổi, em trai ruột của Nguyễn Thái Luyện. Như vậy, đến thời điểm này cả ba anh em của Luyện đều đã bị bắt giam, riêng vợ của Luyện cũng bị cơ quan công an triệu tập lên làm việc về những nội dung liên quan đến công ty Alibaba. Nguyễn Thái Lực là em út của Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Alibaba, vừa bị khởi tố, bắt giam và hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng người em trai khác là Nguyễn Thái Lĩnh, tổng giám đốc công ty Alibaba. Theo điều tra, Lực đứng tên chuyển nhượng nhiều khu đất nông nghiệp tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sau đó hợp tác với các công ty thành viên khác của công ty Alibaba từ vẽ dự án, quảng cáo bán đất nền cho hàng trăm khách hàng, hàng trăm tỷ đồng. Công ty Alibaba có hơn 20 công ty thành viên, trong đó ít nhất 6 công ty được thành lập từ giữa đến cuối năm 2018 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập đều là cá nhân, dao động từ 3 đến 7 người và Nguyễn Thái Lực luôn nắm 75% cổ phần. Các doanh nghiệp này là pháp nhân trực tiếp ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng. Sáng nay 27 tháng 9, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bắt 3 đối tượng trong nhóm khoảng 20 thanh niên dùng hung khí gây mất an ninh trật tự trên đường Đặng Văn Trơn, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa vào rạng sáng ngày 26 tháng 9. Lực lượng công an cũng thu giữ nhiều dao tự chế cho các đối tượng sử dụng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9, một nhóm khoảng 20 thanh niên đi trên 10 xe máy mang theo mã tấu, dao tự chế, vừa la hét vừa vung dao gây mất an ninh trật tự trên đường Đặng Văn Trơn, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Lúc này, lực lượng công an và dân phòng phường Hiệp Hòa đang tuần tra, phát hiện nên tiến hành ngăn chặn. Khi lực lượng chức năng đang truy đuổi, các đối tượng bất ngờ quay đầu xe, tạo thành vòng tròn giữa ngã tư, khiến một số dân phòng điều khiển xe máy bị ngã xuống đường. Sau đó, những đối tượng quá khích đã dùng dao tự chế phá xe máy của lực lượng dân phòng rồi nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, công an thành phố Biên Hòa đã huy động hàng chục cảnh sát hình sự chia thành nhiều tổ truy bắt các đối tượng. Một trong những nguyên nhân dẫn đến bội chi quỹ bảo hiểm y tế là do tình trạng trục lợi bảo hiểm y tế. Lợi dụng kẽ hở, một số đối tượng đã ra sức trục lợi, chiếm đoạt số tiền không nhỏ. Đáng tiếc, không chỉ xuất phát từ người tham gia bảo hiểm mà hành vi phạm tội này còn xuất phát từ những người có chức vụ quyền hạn tại các cơ sở y tế. Vụ việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình là một minh chứng. Tòa án Nhân dân thành phố này vừa xét xử tuyên án đối với 8 bị cáo là cán bộ y bác sĩ và nhân viên y tế công tác tại đây về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình, trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình trong việc khám chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, bàn bạc thống nhất với nhau trong việc lập nâng khống số ngày điều trị của các hồ sơ bệnh án nhằm mục đích lấy thuốc và vật tư y tế rồi đem bán để chi tiêu cho mục đích cá nhân, gây thiệt hại cho bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình gần 300 triệu đồng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tô Thanh Huyền 15 tháng tù, Nguyễn Thị Thanh Hải 15 tháng tù, Nguyễn Thanh Hường 12 tháng tù, Trần Thị Lan Anh 14 tháng tù, 4 bị cáo khác có liên quan bị tuyên 12 tháng tù treo. Tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Chiều qua 26 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã đề nghị mức án từ 18 đến 19 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Nam Pharma. Trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2014, bị cáo Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty VN Pharma, thông qua Võ Mạnh Cường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Hàng hải Quốc tế SNC và 10 đồng phạm đã làm giả các tài liệu, sử dụng các giấy tờ giả, hợp đồng giả, con dấu giả để nhập khẩu 9.300 hộp thuốc chữa bệnh ung thư giả vào Việt Nam với mục đích bán kiếm lời. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, hành vi buôn bán thuốc giả của các bị cáo đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, 10 bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm tích cực.
Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Võ Mạnh Cường 20 năm tù, Nguyễn Minh Hùng từ 18 đến 19 năm tù. Các bị cáo còn lại đề nghị mức án từ 3 đến 13 năm tù. Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết 5 cán bộ chiến sĩ tại đơn vị vừa phải đi kiểm tra phơi nhiễm trong quá trình khống chế một đối tượng nghiện hút bị nhiễm HIV. Ngày 25 tháng 9, trong quá trình kiểm tra một khách sạn trên địa bàn, Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn tàn trữ trái phép chất ma túy. Thấy lực lượng chức năng, đối tượng chạy vào nhà vệ sinh định phi tang tang vật, nhưng lập tức bị khống chế. Qua kiểm tra, ngoài số ma túy định phi tang, trên người đối tượng có các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá. Do đối tượng bị nhiễm HIV giai đoạn cuối lại chống trả quyết liệt, nên sau khi bắt giữ đối tượng, 5 chiến sĩ công an quận Sơn Trà phải đi kiểm tra và tư vấn và điều trị phơi nhiễm HIV khi bị thương tích nhẹ. Cập nhật cuối cùng là những thông tin về trật tự an toàn giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hải Dương. Vào khoảng 5 giờ sáng nay ngày 27 tháng 9, tại km 77 800 quốc lộ 5, đoạn đi qua xã Kim Lương, huyện Kim Thành, Hải Dương, xe container mang biển kiểm soát 15C09739 kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát 15R12623 chạy theo hướng Hà Nội, Hải Phòng đã va chạm với xe container chưa xác định được biển kiểm soát kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát 15R13346 đi theo chiều ngược lại. Container mang biển kiểm soát 15C09739 lao lên dải phân cách giữa đường, hư hỏng nặng. Xe container chưa xác định được biển kiểm soát thì lao vào phần đất lưu không trước cổng công ty đóng tàu Hoàng Gia và bị bốc cháy. Tại hiện trường vụ tai nạn, cơ quan chức năng phát hiện một nạn nhân bị chết cháy. Hiện vẫn chưa xác định được danh tính của lái xe cũng như người bị nạn. Vào lúc gần 6 giờ sáng nay ngày 27 tháng 9, trong lúc đổ xuống dốc cầu Dược, Cây Gõ, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, theo hướng về bến xe miền Tây, chiếc xe tải biển số 54Z2336 bất ngờ hút bay hàng loạt giải phân cách bằng thép, sau đó lật ngang sang chiều đường ngược lại, tông liên tiếp vào 3 xe gắn máy đang lưu thông trên đường. Chiếc xe tải vẫn tiếp tục lao đi và chỉ dừng lại khi đâm vào lan can bảo vệ cầu. Vụ việc đã làm 4 người bị thương, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do các xe bị nạn nằm chắn gần hết mặt đường cầu Dược đã khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng. Đến đây, bản tin trước ống kính do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 thực hiện xin được khép lại. Mời quý vị xem lại bản tin trên website brt.vn. Chúng tôi cũng rất mong quý vị cộng tác thông tin qua hộp thư điện tử trước ống kính brt@gmail.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.